Vâng, xin chào các bác. Các bác nhìn đôi này đẹp không? Hôm nay thì em lên cho các bác đôi này nhá. Đôi này là đôi Onkyo DT2, hàng của Onkyo. Con này các bác làm mà thích làm trợ lời nghe phê lắm các bác. Thích làm trợ lời nghe sướng lắm. Tiếng tép nó sáng và nghe nó quện lắm. Đây, hai con của bác này. Đấy, dòng này thì công suất của nó khoảng 40W một loa nhá. Thì là các bác có thể phối với những bộ dàn chung hoặc dàn mini ý. Nghe cực kỳ hay luôn. Đây. Đấy, thiết kế theo kiểu dạng con này 6 ôm các bác nhá, 6 ôm thoải mái ghép luôn. 4 ôm thì khó nhưng mà 6 ôm thì thoải mái ghép, ghép dễ cực kỳ luôn. Đây. Đấy. Rất là đẹp, thiết kế đẹp kiểu cổ cổ nhìn rất là đẹp. Đấy. Bây giờ em sẽ lên các bác nghe thử nhá, xong rồi em sẽ đo kích thước cho các bác. À, giá con em báo luôn này, con này thì để các bác giá là tôi để các bác cặp này là 890k nhé. Thôi để các bác 850 đi nhé. 850 cho đôi Onkyo này. Đấy, bác nào chốt thì alo cho em. Mời các bác nghe thử một đoạn chất âm nhé. Làm trung âm cực tốt luôn các bác. Vâng, đấy thì vừa rồi là các bác nghe thử cái đoạn chất âm của con này rồi đúng không ạ? Tiếng nó hay lắm. Về giá thì như nó báo nhé là 890k. Đấy. Về kích thước thì em sẽ đo luôn cho các bác này. Đây là về kích thước các bác nhà, chiều cao của nó thì nó khoảng là 24.5 thôi. Còn chiều rộng thì nó khoảng là 12. Đấy, nó gọn lắm các bạn, nó rất là gọn. Chiều sâu của nó thì rơi khoảng 12 thôi, sâu với rộng nó bằng nhau. Đấy. Về giá thì như em đã báo các bác rồi nhá, thì nó có 890k, là 850k thì nó chả đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà trợ lời nghe rất là hay các bạn.
Rồi, đấy thì bác nào mà chốt con Onkyo DT2 này thì alo cho em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.